Chào mọi người, này nét đô này, xoang kịp lên được ít đô đó. Mọi người xem sao nào liên em. Điện thoại 0349 653 147, điện thoại có Zalo. Đầu tiên có 4 xe nhỏ. Tổng cao tầm 7 xe nữa. 20 cách tới. Tổng cao 7 xe nữa. Chín mươi à e 269.000 một cái, một cái bùa hôm nay về mình còn nhổ đỉnh sau này này chưa vệ sinh á, còn mọc 30.000 đầu bùa này người ta lắp ngược đó. Này về xin ra cha lại là vẫn còn tốt. AE27 30.000. Hai cái đục này. Dài tầm 14 60. AE28 60.000. Ba cái đục này 50. Đẹp á. EA29 50. Ba cái chọt này 70.000. EA30 70.000. Hai sắc cày này 50.000. Ba chín 45 á. Cái này hơi cưa cưa đây á. 50. EA31 50.000. Dao gấp 90.000. EA32 90.000. Kim cắt này 70.000. Này không thay mọc. 70. Dài 24. EA33 70.000. Mấy cái giá độc dậy 40.000. 40. EA34 40.000. Đầu măng rắn. Đầu kẹp 13 ly 150. Hitachi AF35 150.000. Kẹp nhôm này 40.000. AF36 40.000. Còn mở ra mở mũi nhọn này 50.000. Mũi nhọn nhọn này về bán làm gì. AE37 50.000. Một sắc cây này 30.000. Dài chắc 36 á. 30. AE38 30.000. Còn nước sơn này
hơi bạc màu tí đây. Kẹp như này 30.000. Dài dằng lắm á. Dài 22. EA39 30.000. Mở cái lê to 24-30 30-32 26-32 26-32 35-41 35-41 30-32 108 AE40 cơ lê lớn 180.000. Bộ bánh xe này 2 khóa 2 không khóa. Hai loại này thì không có bạc đàn này. Hai cái này thì có này. Em ghép vào với nhau. Tổng cá là tầm 9.5. Bánh chắc chắn. Bộ này 230 AE41 230.000. Có cái nĩa này. Dài dằng á. Về mảnh có thể hàng cái đầu chụp. Đóng cái sắc vào làm cái nĩa đất á. AE42 70.000. Thép Nhật á. Cái cạo 200.000. Lớp tớ 125. Còn nguyên 200. EA43 200.000. Hai bánh xe này có khóa. Hàng này thì chuẩn Nhật á. Hàng ố hạt. Hai bánh xe hàng ố hạt. Nhựa này chịu tải. Cao tầm 14.5. Hai bánh này 107 á. Này em chưa vệ sinh á. Bấm sắc này, chắc chắn lắm. Chuẩn Nhật EA44 170.000 hai cái. Còn tay á 50.000. Này là mất cái đảo chiều đó rồi. Mất cái đảo chiều đó 50.000. EA45 50.000. Cái khóa như này. Dài á. Rất dài. Hàng bát như này 5/8 3/4 50.000. EA46 50.000. Một cây này chiều mở là lọt tím là 8 set á. Hàng Fuji Kito 40.000. AE47 40.000. Hai cái lắp vào tháng này để mình tăng giảm á. Này về phải sửa lại tí á. Hai cái 150. Nhôm á. Hơi cắm đây tí này. Về phải sửa lại. Nó bị va đập á. Bãi về nó va đập á. Về mình sửa lại tí được. AE48 150.000. 19 con xa bén á. Nó hơi tù đấy. 90. Dài tầm 95 á.
gia tâm 95 chuẩn Nhật á. Này 250. Về mà mai mai thì là sai thôi. Đẹp đông đẹp á, em chưa vệ sinh á. Ai 49 250. Mấy cái dao này. Này hơi bể cạn. Này về bên lửa phải sửa lại. Trăm một. À 50. 150 nghìn. Rồi hẹn các anh lấy tiếp theo.